khi nào bạn thực sự hạnh phúc? Đối với nhiều người, đó là lúc không phải giấu giếm những cảm xúc thật sự của mình, không phải lựa lời mà nói cho đẹp lòng người lạ, không phải lên gân làm ra vẻ trước đám đông. Đó là lúc những người bạn chuyện trò chân thành. Cả một đời, có bao nhiêu lần con người ta dám nói thật những suy nghĩ của mình? Hãy nhìn những người sống thật, họ luôn hạnh phúc và vui vẻ. Tại sao ta không tìm đến những người bạn có thể nói chuyện một cách chân thành? Phải, tôi có một người bạn như thế. Ngày xưa, cụ Nguyễn Khuyến đã viết: rượu ngon không có bạn hiền, không mua không phải, không tiền không mua. Thế mới thấy trong việc tiếp đãi bạn quý, cái thành ý thật quan trọng biết bao. Với riêng tôi không chỉ muốn mời bạn mình rượu ngon, mà tôi còn muốn đãi các vị khách tới với chương trình Nói Ra Đừng Sợ của tôi những trải nghiệm thật thú vị và khó quên. Và những nhà hàng đặc biệt như là Âu Hà Nội đã giúp tôi đạt được tâm nguyện đó. Thoạt nghe qua cái tên thôi, hẳn bạn đã phần nào đoán được phong cách của Âu Hà Nội. Nhà hàng nằm trong không gian của một tòa biệt thự kiểu Pháp cổ kính với khuôn viên rộng rãi. Cách bài trí của Âu Hà Nội phảng phất nét hoài cổ với những cổ vật của Việt Nam được kết hợp với các bức ảnh đen trắng về Hà Nội xưa. Đúng với phong cách của người Tràng An tinh tế và tao nhã, Âu Hà Nội làm hài lòng không chỉ các thực khách thủ đô mà cả các bạn bè phương xa với những món ăn mang hương vị đặc trưng của Hà Nội đã thử một lần là sẽ nhớ mãi. Bạn hiền của tôi hôm nay là một người con của đất Hà Thành. Không chỉ biến hóa trên sàn diễn, mà ngay cả trong đời thực, anh cũng tham gia vào nhiều vai trò khác nhau, từ nghệ sĩ, ông chủ trang trại cho tới nhà quản lý. Nhưng trong bất cứ vai trò nào, anh cũng làm cho ra trò, cho đúng chất người Hà Nội. Và tôi tin rằng Âu Hà Nội chính là thứ rượu ngon tôi đang tìm cho cuộc trò chuyện của tôi với vị khách, người bạn của tôi, nghệ sĩ ưu tú Chí Trung. Có một cái nữa em cũng muốn thắc mắc. Thường thường là những cái vở kịch mà kinh viện hay là vở kịch của chính kịch của miền Bắc ngày xưa dường như là nó có cái hàm lượng văn hóa, hàm lượng trí tuệ rất cao ở trong đó, và nó kén chọn khán giả, nó chỉ dành cho một nhóm những cái khán giả mà có cái khả năng tưởng tượng, bởi vì kịch nó rất là trừu tượng, đúng không? Cho nên là người ta đến với phim nó dễ hơn, với tất cả mọi thứ mình được sắp xếp nhìn thấy hết. Còn kịch ấy là mình xem xong mình phải tưởng tượng, thậm chí là anh bước ra sân khấu xong anh nói vài câu thì em phải tưởng tượng đấy là anh đang đứng trong phòng khách, thì anh đi bước 2-3 bước cái em lại phải tưởng tượng anh ở trong phòng ngủ. Còn phim thì nó rất là dễ, mọi thứ là nó nhìn thấy hết. Còn kịch miền Nam thì nó lại gần với cả đời sống hơn. Nó thể hiện, nó muốn nói gì nhìn thấy thế đó. Cho nên là nó thu hút được một cái nhóm cái khán giả bình dân hơn. Còn khán giả khó tính như của anh, khán giả có học thức thì như anh vừa phân tích rồi, họ bữa khó khăn, họ bươn chải sống quá, và bây giờ thì và cái nhóm đó rất là ít. Cho nên là có anh có bao giờ nghĩ đến cái chuyện là làm cho hài kịch của anh nó gần với cuộc sống hơn, giống như kịch miền Nam, hay là anh mô tả quách đi, anh cái đũa là anh nói cái đũa, ly rượu anh nói ly rượu, để không có trừu tượng, anh không có khái quát hóa nữa, thế thì anh sẽ có khán giả hơn. Mình đồ rằng là lâu lắm bạn mới xem hài kịch của mình. Cũng lâu rồi. Bọn mình lâu nay có khái quát đâu. Bọn mình hiện nay là trở về mặt đất và con vịt thì bảo con vịt ý, con bò là con bò, chứ đâu phải bây giờ vẽ một cái con chung chung, ai nghĩ là con gì thì là con đấy, không có. Không ai chịu được chuyện đấy rồi. Có một số nhà học thuật của chúng tôi mà cứ phê bình chúng tôi là từ ngoài sân khấu mà không xem hài kịch, là vì họ cứ xem trên truyền hình và thấy sân khấu miền Nam mà những cái bạn mà làm những cái tiểu phẩm mà nó đầy tính ngô nghê. Mà mọi người cứ bảo là đấy là sân khấu miền Nam. Thì tôi vẫn cãi nhau, tôi bảo không phải sân khấu miền Nam. Miền Nam khác, có nhiều sân khấu hay lắm, nhiều vở diễn hay lắm, nhiều tiểu phẩm hay lắm, và nhiều nhóm hài hay lắm. Chúng ta còn học mệt ý. Tôi nói thế để này là bạn đừng phân định ra, bạn không nói rõ, nhưng nhiều phóng viên hỏi những câu rất ngớ ngẩn. Ví dụ, xin lỗi các phóng viên rất vớ vẩn, ví dụ như là anh có thấy rằng là sân khấu miền Bắc là trí tuệ cao sang, nó không có khách, còn miền Nam họ sân khấu
bình dân. Và nhưng mà em không thích thơ Việt Nam bởi vì nó cứ rẻ tiền. Tôi không đồng ý và bạn nhầm. Bạn phải hiểu được về nó để bạn hẳn biết. Bạn đi xem Enicap cho anh Thành Lộc, bạn xem những vở diễn một số vở của chị Hồng Vân, thì bạn mới thấy rằng là họ có nhiều vấn đề vở diễn nhân văn hơn cả sân khấu cao sang trí tuệ ở miền Bắc này. Nói nguyêu ngoao mà chả hiểu nói cái gì. Những vở diễn ngoài này có nhiều vở như thế, chỉ là giải quyết vấn đề giải ngân, dựng những vở chẳng tốt cho ai, tốt cho chính những người tổ chức để họ giải phóng tiền nhà nước. Thế thì vậy thì không có sân khấu cao sang, sân khấu thấp hèn, mà chỉ có là cái món ăn nào dành cho khán giả đấy, món ăn nào dành cho thực khách đấy. Chúng tôi đang làm những tiểu phẩm ngắn, những vở kịch ngắn và những vở hài dài hiện nay. Chúng tôi có vở hài dài Ai Sợ Ai, diễn 170 đêm, khách rất đông, cười ha. Chúng tôi có những vở Đàn Ông Cũng Khóc. Chúng tôi có rất nhiều vở hài dài và rất nhiều tiểu phẩm ngắn. Nhưng nói rõ là chúng tôi chỉ toàn làm hài thôi, bởi vì cái đó nó bán được, có cái sản phẩm đang bán được. Một cái vở diễn nó chỉ được gọi tác phẩm khi nó xứng đáng đúng nghĩa. Tôi đang gọi cái những tiểu phẩm tôi là sản phẩm, sản phẩm văn hóa và có tính thương mại, có tác phẩm rất rạch ròi. Thế thì cái tôi nghĩ là cái mỗi đơn vị, mỗi nhà hát, mỗi vở diễn nó có những chức năng riêng và phù hợp với một đối tượng khán giả riêng. Thế chúng ta không thể gọi là miền Nam thế này, miền Bắc thế nọ. Hình như là nghỉ trước cụ thân sinh của anh, nghệ sĩ nhân dân Quý Dương, cũng không thực sự là hài lòng lắm khi anh chuyển sang làm hài. Ông bảo tôi là tính chiến sĩ kém. Tính chiến sĩ là như thế nào? Đấy. Tức là sống chết, tức là giống như anh nói là chết vẫn cứ phải làm. Vâng, tức là tính chiến sĩ theo góc độ nhìn của bố tôi, tức là hãy công hiến, hãy diễn đi, hãy thể hiện những vai diễn đi và đừng nhìn thấy tiền nữa. Tôi cứ nhìn tiền xong rồi ra diễn. Nói thế hơi quá. Không phải vì tiền mà làm. Tôi cũng còn yêu thích, bởi vì không ai vì tiền có thể làm được yêu thích 34 năm. Nói thế là không hiểu nhau. Nhưng mà bố tôi bảo tôi tính chiến sĩ kém và cái đó nhìn nhận đúng. Thế là cái tính chiến sĩ là mình phải có những cái vở diễn, có những cái chương trình diễn, có những lúc diễn mà không được nghĩ đến một chút nào về lợi nhuận. Và phải vượt, động viên anh em để vượt bằng qua. Ví dụ đến với người lính, đến với Trường Sa, hay là đến với cái này cái nọ thì bỏ tiền ra mà đi để mà diễn. Thì cái ý tôi lại cứ lo nghĩ là anh em không có đủ tiền đi trên đường ăn uống ra làm sao và có chút bù dẫn cho anh em chứ, dù ít. Thì mình là người tổ chức và mình nghĩ rằng là mình có thể đi sẵn sàng đi. Mình có thể đến với trẻ em vùng cao. Nhưng không thể động viên cả đoàn đi cùng và đến đi diễn xong không có gì cả và xong cứ thế là mỗi đứa mang một hộp mì ra ăn cũng đi về. Thì cái đó là mình kém. Trái tim kém của người chiến sĩ, góc độ nhìn của bố tôi. Bố tôi ngày xưa, bố tôi rất tự hào là bố tôi đã từng đứng hát ở lưng chừng núi, đoàn quân đi dưới. Bố tôi cứ hát không có micro gì cả mà tất cả đều nghe thấy bố tôi hát. Họ nghe bằng trái tim chứ không nghe bằng cái tai. Thì đấy là tính chiến sĩ. Nhưng mà bố tôi cũng là tính chiến sĩ nhưng lại cũng bị xa rời thực tế ở cái chỗ. Ví dụ có những buổi bố tôi đi hát mà không biết ai mời, không biết người tổ chức, hát xong một bài, hai bài, ba bài xong bưng quân đứng không biết ai trả tiền. Cassette bố tôi có 400.000. Bố tôi kể câu chuyện có thật. Như Trọng Tấn bây giờ cassette 7 triệu, 10 triệu. Cũng ba bài như vậy. Bố tôi hát xong không thấy ai trả tiền cả, không dám hỏi ai. Vì tính chiến sĩ cao không hỏi. Xong bưng quân đi về và ức lắm. Xong tìm số điện thoại của cái thằng nó gọi, số cố định thì biết là tìm, gọi vào máy bàn cố định. Do người ta bận quá, thật sơ suất chứ không phải người ta có ý xấu cả. Nhưng mà bây giờ ca sĩ bây giờ trước khi hát phải trả tiền. Chưa có tiền chưa ra, vì ra hát xong diễn bãi nó xù mất hay sao. Chuyên môn như thế những ca sĩ, những nghệ sĩ mà chúng ta bây giờ đang rất thành công trên thị trường. Trừ những nhà tổ chức đã thân quen, còn một đơn vị gọi đến đột xuất đến diễn một sân vận động thì nói xin lỗi các bạn. Mình đây là nói thật chứ mình không nói về chương trình, nói ra đừng sợ. Tôi đang bán đứng các bạn đây. Rất nhiều trường hợp tôi phải đứng cầm tiền hộ cho ca sĩ. Họ bảo xin trân trọng giới thiệu nam ca sĩ ba vàng. Vẫn chưa ra. Thằng cậu MC quay vào. Xong rồi bắt đầu tức là ý là chưa có tiền. Thế xong rồi là lại. Và bây giờ quý vị có biết không, chúng tôi sẽ giới thiệu xin mời nam ca sĩ ba vàng. Vẫn chưa có tiền, chưa ra. Chuyện thật đấy.
chuyện thật đấy, không phải chuyện bịa đâu. Vì sao thôi em cứ ra đi, anh ở đấy lo cho. Xong rồi coi như là chậm chạp lê bước lên sân khấu mà nổi tiếng ấy. Hát một bài, nhìn vào trong mình chưa có gì. Tiếp tục hát hai bài bình thường, đang tìm được nó rồi, tức ý tìm được nó rồi, chưa có, vẫn chưa có. Thì đến bài thứ ba thế là giọng sáng sảng lắm. Chuyện thật đấy nhé, đau khổ. Nhưng mà đây là gì, tính chiến sĩ cậu kém đúng không? Chính sĩ kém, tôi chính sĩ mà... kém đúng không? Lẽ ra là công chúng khán giả là chính chứ, sao lại cứ nghĩ đến tiền thế? Nhưng bởi vì sao? Bởi vì luôn luôn họ bị lừa, luôn luôn người nghệ sĩ là một người hát xong thì bây giờ nó không trả tiền thì đuổi theo nó mà khóc à, biết nó ở đâu. Nó cũng đang vật lộn ở ngoài chỗ hàng rào, vật lộn với công chúng để nó thu từng hào lẻ, nó xếp lại thành tiền chẵn để nó gửi được. Và hôm mưa, và hôm mới là bão, và hôm mới là mây vần vũ, khách không đến. Và nó bùng, bị nhiều rồi người ta cũng sợ, thế là nói đi mà nói lại. Vậy thì bây giờ cái tính chiến sĩ của bố tôi và tính chiến sĩ của người ca sĩ đó, tôi nói ngành khác để biện minh cho mình. Và đây là ý kiến của tôi. Khán giả bảo một tí chiến sĩ cậu kém là tôi nhận rồi mà. Nhận rồi. Thế nhưng mà trong thời cuộc nào, thời điểm nào, tôi vừa đưa một đoàn ra Trường Sa. Không phải ra Trường Sa mà chúng tôi định đi Trường Sa diễn, nhưng mà biển động không ra được. Chúng tôi có về vùng 4 Cam Ranh diễn 4 đêm cho hàng nghìn chiến sĩ lính đổi từ Trường Sa vào và đổi lính ra. 4 đêm chương trình Đời Cười và Chiến Sĩ Cười. Cuối tháng 10 này tôi ra mắt chương trình gọi là Nụ Cười Chiến Sĩ, toàn bộ về những người lính trẻ, vui buồn, hỉ nộ ai ố, câu chuyện về lính. Và toàn bộ diễn viên trẻ của chúng tôi là những người lính. Có cả người đến dậy, quay phải, quay trái, đằng sau rút chân về thế nào, đại khái thế. Từ lúc bố tôi phê bình tôi thiếu tính chiến sĩ là tôi thấy là tôi đúng và tôi đang bổ sung. Nhưng không có nghĩa rằng tính chiến sĩ này được áp dụng trong trường hợp của ca sĩ kia. Rõ ràng tính chiến sĩ, tính công dân, tính đảng, rồi là tất cả các thứ tính kém. Vì sao? Không có tiền thì không ra à? Khán giả đầy rồi phải ra chứ, phải ra chứ. Nhưng hát xong ba bài coi như đã mất, đang từ đằng chui chuyển lộn ra cầm đường lưỡi. Đấy, đại khái nói vui thế ạ. Nhưng mà dẫu sao thì bố tôi mất cũng đã được hơn 100 ngày. Những cái điều mà bố tôi làm và thế hệ của các bác, các chú, các ông ngày xưa làm đều đúng cả. Và những cái đó là mình thiếu, những cái chất mặn đấy. Nhưng những trái tim cũng như cái mặn để làm nên con người mình, những cái gian khổ, cái đau khổ ngày xưa để hun đúc nên mình bây giờ, nó vẫn còn nguyên. Chỉ vấn đề là cái tính thương mại cũng như sự vất vả cuộc sống đôi lúc lấn át đi. Thế nhưng mà tôi tin rằng cả bạn, từ thế hệ bạn, thế hệ tôi, các em sau này thì nó không biết ngày xưa đánh nhau ở đâu, đúng không? Thì e rằng là ta không đòi hỏi cái tính đấy. Tính chiến sĩ không nên đặt ra, làm đặt cái... Đấy, nhưng mà bố tôi nói đúng, bởi vì mỗi thời kỳ và thời kỳ của tôi là vẫn phải còn cái đấy mới đúng. Tôi biết hy sinh. Nhưng mà giữa một cái người nghệ sĩ sống chết với nghề, có danh phận nhưng mà không có nhiều tiền, nó là nghệ sĩ nghèo, thì đến thời buổi này thì em không tin là nghệ sĩ bây giờ còn nghèo, nhưng mà không giàu, với cả những người nghệ sĩ mà dẹp bên ra bên cạnh cái tính chiến sĩ để mà trở thành những người nghệ sĩ giàu. Đấy thì anh khuyên các cái nghệ sĩ, những cái thế hệ trẻ của anh là phải như thế nào, phải đi theo con đường nào? Không tách bạch được như thế đâu. Nghệ sĩ, chiến sĩ trước hết là một công dân. Tôi nói ví dụ đơn cử như Thành Lộc cháy lên như ngọn lửa, một con thiêu thân trên sân khấu, một người nghệ sĩ đích thực. Và tôi rất ngạc nhiên là chúng ta cứ đi xét tại sao cứ bắt Thành Lộc phải đủ năm, hồi là xét nghệ sĩ ưu tú, bây giờ đủ huy chương, bây giờ là xét nghệ sĩ nhân dân. Rất dớ dần khi cứ đi bàn với những con người thiêu thân như vậy với nghệ thuật. Đúng nghĩa là Thành Lộc phải được nghệ sĩ nhân dân, mà tự chúng ta phải bỏ phiếu bầu cho bạn ấy, đúng không, cần làm đơn. Đấy là tôi không xét, tôi thấy thoải mái, vì tôi nghệ sĩ lại ba lăng nhăng, không vấn đề gì. Tôi không hề đau đớn hay cay cú hay là thèm khát gì, có thì tốt, không có vấn đề gì. Tôi nói thật, như Lê Khanh ngoài Bắc cũng là một người cháy lên, đúng một con thiêu thân, một con thiêu thân cái xinh đẹp, một con người tôi rất yêu mến. Trong đoàn tôi nói là Lê Khanh là bàn thờ, tôi là nhà vệ sinh. Đấy là anh nói hay là tôi nói? Trên cả tạp chí Đẹp của bạn đã có, bạn không đọc
câu này đã có. Tại sao là như vậy? Và tại sao Khanh lại bàn thờ mà tôi lại nhà vệ sinh? Trong đoàn tôi hai anh em là cùng đoàn, cùng một lớp học, cùng một khóa gia, và bây giờ đang học đạo diễn, và Khanh đang lên thành thạc sĩ. Tôi thì là chiến sĩ còn chưa đạt được thạc sĩ sao được. Thì tôi bảo tôi lên nhà vệ sinh, Khanh là bàn thờ. Nhiều người thắc mắc, nhà báo hỏi, tôi bảo rất đơn giản, Khanh là bàn thờ bởi vì trong gia đình không thể thiếu cái bàn thờ. Nhưng mà một tháng chỉ hai lần ra bàn thờ thôi, là ngày rằm mùng 1, chứ cả ngày đứng đấy thì chết. Nhưng nhà vệ sinh đố ai đi dưới thiếu một ngày, thiếu 5 lần vào nhà vệ sinh là tôi. Ai đúng hơn, ai cần hơn, chả ai đúng ai sai cả, mỗi người một chức năng nhiệm vụ. Một ngày bạn thử không vào nhà vệ sinh 5 lần xem có chết vỡ ra mà chết. Nhưng bàn thờ một tháng hai lần mà đến chỉ coi gia noản, mà nó lễ bao nhiêu nó mang về bấy nhiêu, có để lại cái gì đâu, đúng không ạ? Thế thì nhưng không thể thiếu bàn thờ. Một gia đình, một đất nước, một niềm tin phải có. Nhưng anh là nhà vệ sinh, anh là sự cần thiết để cho chúng ta vào gia đình. Thế thì nói vậy, nhưng nói vậy ban thờ là Khanh, ban thờ là Lộc. Nhưng ban thờ nói vậy thôi, chứ nếu Khanh không có được gia đình hậu thuẫn, không có được đồng lương, không có được sự thu nhập của anh chồng Khanh, thì ban thờ cháy được mấy nỗi. Thành Lộc không có được đời sống thị trường của sân khấu để mà diễn, để mà 1 triệu đồng một vai một tối, thì cháy được mấy nỗi. Làm sao có tiền mua ô tô, dù rằng nói ngụy danh là trả góp, cũng có, đúng không ạ? Có tiền chứ. Tôi đang nói sang tôi, hay là nói bây giờ bà nói là nghệ sĩ không nghèo, nghệ sĩ giàu. Tôi, bạn lúc đầu câu hỏi bạn nói là anh có sống bằng nghề không? Đúng, riêng bằng nghề. Tôi đúng nghĩa nghề. Tôi hiện nay đang làm nghệ sĩ. Ngày xưa tôi làm nhiều nghề lắm rồi. Nói rất nhanh là buôn bán các kiểu rồi. Chưa lừa ai cả. Chỉ họ yêu mến, họ thương, họ thấy là thằng nghệ sĩ ra đứng đường, họ ra họ mua cho họ thấy đỡ tủi. Xe máy có, ô tô có, gạo có, điện nước, đèn, dầu đủ hết, không thiếu một cái gì. Tôi buôn thượng mà họ cám để tồn tại trong những năm 80. Nhưng buổi tối tôi là Romeo Juliet, buổi tối tôi là Phát Thám Tử, buổi tối tôi là Tin Hoa Hồng. Và không, và hai cái bản ngã này riêng biệt, không hề xâm lấn nhau, tạo nên một trí chung bây giờ. Nhưng các em bây giờ rất nghèo. Lương diễn viên của tôi trẻ vào chào suốt nhà hát từ trên xuống dưới, thậm chí chào cả chó của giám đốc nữa luôn, mà lương vẫn chỉ có 860.000 một tháng hiện nay, giờ phút này. Wow. Sống bằng cái gì? Trả tiền ở đã là một tiền, tiền ba đứa chung một phòng, một căn phòng và nhà vệ sinh, ra ngoài tắm rồi đấy, 3 triệu một phòng, mỗi đứa 1 triệu một tháng, 860.000 lương hiện nay của các em. Sao lương nghệ sĩ lại thấp thế? Vâng, đây là sự thật. Xin lỗi tất cả những người làm luật và tất cả những người đang phát lương hiện nay không tin đến nhà hát mà làm. Tôi mới lên được hình như 5 triệu mấy. Mà tôi ký mà cả nhà hát lường vì cao nhất nhà hát hiện nay. Bạn bảo nghệ sĩ giàu hay nghèo tùy bạn. Nhưng tại sao chỉ chung ô tô, tại sao có trang trại, tại sao có mọi thứ? Mà lại không phải tôi đi lừa ai cả, không hề có làm cái gì cả. Hiện nay tôi hoàn toàn đúng vậy thôi. Vì tôi có thương hiệu, vì tôi có thời gian, và tôi quan trọng nhất là tôi có khán giả. Nói Thành Lộc là công chúng nuôi tôi. Hồng Vân mà công chúng khán giả nuôi tôi thì công chúng khán giả nuôi Chí Trung. Ví dụ đi diễn đến một cơ quan hội nghị event có khi được 10-15 triệu trong 15 phút. Ví dụ MC đến một chương trình hoạt náo viên ngây ngô một tí, kể cả đám cưới tôi đi làm chủ hôn, chỉ có đám ma chưa nhận thôi vì mình không biết nói gì. Tôi là nghĩ tôi là làm dịch vụ. Anh không làm đám ma được đấy. Tôi làm dịch vụ, đúng không? Tôi là thế thì mọi người yêu lắm, 15-20 triệu mọi người cho ngay, thì tiền ở đấy đấy. Nhưng các em trẻ đâu có được làm điều đấy. Thế thì nói giàu hay nghèo thì bảo là tôi là một trong những người rất hiếm hoi được may mắn, được mọi người thương, cùng với Xuân Bắc, cùng với Tự Long. Bắc thì còn khủng khiếp hơn tôi nhiều. Bắc được người mọi người thương lúc nào gấp 4-5 lần tôi. Vân Dung thì gấp 3. Thế mà nhân ra là số học của nhân ra. Thế thì rồi là Xuân Hinh nhiều lắm. Xuân Hinh mà các bà các cô thích lắm. 3 giá đồng với 7 giá đồng thì thôi rồi luôn. Đấy, vì các bà cô là người nắm chỉnh tiền của gia đình mà, thì rất là ổn. Thế thì bảo nghèo không? Không hề nghèo. Mọi người kêu là kêu giả vờ, đúng không ạ? Kêu để cho thuế đỡ để ý thôi. Chứ còn thực ra là giàu. Nhưng đấy không phải là, đấy không phải là số đông. Cũng như ca sĩ như thế, Mỹ Tâm như thế, Quang Dũng như thế, rồi Đàm Vĩnh Hưng như thế. Nhưng đấy không thể gọi là ca sĩ tổng thể được. Rất nhiều bạn hát lót hàng bao nhiêu năm. Rất nhiều, cách đây 2-3 hôm tôi vừa xem trên báo, rất nhiều bạn từ miền Bắc này vào lập nghiệp, thấy vào miền Nam ca sĩ vào kiểu gì thành công.
vào 3 năm rời đi hát lót, mỗi tối được 70.000 với 100.000, chạy 4 nơi, 280 một tối, 70.000 một chỗ hát lót, 280 một chỗ một ngày. Đấy. Đại khái thì không thể đánh đồng chung được là giàu hay nghèo ca sĩ. Mà cũng không thể nói tính chiến sĩ vậy được. Chiến sĩ không phải là làm những cái gì sơ sát đâu, ngoài mua không phải. Mà thương mại hóa, thương mại không được. Nói chung là theo danh từ Việt Nam gọi là tổ đãi. Họ kỳ vọng một cái anh hào quang khi mà một cái người bên ngoài chưa được làm nghệ sĩ, chưa được làm diễn viên, thì luôn luôn họ nghĩ rằng đây là một cái cuộc sống rất là phù hoa, rất là dễ dàng, hào nhoáng, dễ dàng. Bước lên sân khấu một cái là bước xuống là có vài triệu túi. Trong khi đó là mình làm công chức hay là mình làm trong văn phòng tay cả tháng, chả chắc được bằng một đêm. Có lẽ là cái đấy mà nó là sức cuốn hút mạnh mẽ nhất. Còn cái sự đam mê với nghề, muốn làm nghề thì em thấy nó trừu tượng quá. Có phải nó tất nhiên là phải có thích và có một chút cái khả năng, một cái năng khiếu nào đấy. Nhưng mà cái ánh hào quang đó nó quyến rũ người ta nhiều hơn rồi. Vâng, cái đó là đương nhiên rồi. Thể thao cũng thế, mọi ngành nghề cũng vậy. Ai cũng nghĩ thế, nhưng còn vấn đề là cơ hội cuộc sống dành cho họ đến đâu. Và sự may mắn đến đâu và bản thân họ rèn luyện đến đâu. Thế còn sức hút của sân khấu, sức hút của điện ảnh không thể là phủ nhận được. Sự nổi tiếng kèm theo danh và lợi. Mình nói chuyện về nghề, về xã hội. Bây giờ em muốn nói chuyện với anh về chuyện đời tư đi. Anh cái ngày mà anh nói là anh thi vào nhà hát, tức là vào cái lớp học đầu tiên nhà hát tuổi trẻ đấy, thì anh nói là anh sợ rằng anh bị mang tiếng là người cái gì nhỉ, không nhớ chính xác lời của anh lắm, nhưng mà sợ rằng anh trông giống như là người săn gái hay là nhiều phụ nữ theo đuổi. Đĩ đĩ tính đĩ tính là nhăng, tao lại là người lăng nhăng. Nhưng mà anh có phải là người lăng nhăng không? Tại vì em thấy một cái người như anh ăn nói hoạt bát, hài hước, dễ làm cho phụ nữ siêu lòng. Anh có lợi dụng cái mà cái khả năng đấy của mình, anh có làm cho nhiều người đàn bà phải đau khổ? Tôi là người lăng nhăng, tôi thích lắm, tôi thích lăng nhăng, thích sự thiếu chung thủy, nhưng lại không có duyên lắm trong tình trường, đâm ra bỗng nhiên trở thành người chung thủy. Bị bắt buộc phải chung thủy. Vâng, bạn muốn hỏi gì nữa không? Thì chị Ngọc Huyền, chị biết anh có cái khả năng lăng nhăng đúng không? Chị biết quá đấy chị. Chị vô cùng biết. Hơn ai hết chị hiểu tôi, hơn cả tôi. Và chị giúp cho tôi cái tính lăng nhăng phát triển bằng tính thiếu chung thủy phát triển bằng chị là hoàn toàn chị thả nổi tôi. Và chị chỉ làm tất cả những gì tốt nhất của chị dành cho tôi bằng bữa cơm, bằng những món ăn đúng nghĩa của tôi. Thịt lợn, thịt heo, thân thể nó phì nộn này. Chị hạ thủ tôi một cách gián tiếp. Làm cho anh không thể xa rời cái mâm cơm được. Vâng. Thế rồi là quần áo đẹp chị mua cho tôi mặc. Chị còn ví dụ như hôm nay đi đến chương trình làm là chị để ra mắt hai quần áo này, cứ thế mà mặc. Nếu mà Lê Quốc Vinh chê thì mặc bộ này. Nếu mà Vinh đeo caravat thì đeo caravat này. Đại khái chị bao cấp cho tôi một cách gián tiếp. Và chị yêu tôi hết lòng và chị không hề lăng nhăng. Không hề thích ai. Không hề thích ai, câu này hơi hàm hồ đúng không? Ai mà biết được chị nghĩ gì cơ. Có thể chị giấu chăng? Tại vì người phát hiện thấy sự thiếu chung thủy của bạn tình bao giờ cũng là người cuối cùng của xã hội. Đúng không? Người cuối cùng phát hiện thấy mà lăng nhăng thì bao giờ cũng là người vợ hoặc người chồng. Cả xã hội biết hết rồi, thì mỗi người không biết thôi. Thế thì có thể tôi rơi trường hợp với chăng, nhưng mà tôi nghĩ rằng là Huyền yêu tôi, đẻ cho tôi hai đứa con rất ngoan, mặc dù không nghe tôi lắm, nó nghe mẹ nó. Vì mẹ nó bao cấp, mẹ nó chủ trì và chủ sĩ các việc mà. Đấy thì đấy là cách sử dụng Yến Tiên chăng. Nhưng mà bạn nghĩ là tôi là người đào hoa, biết ăn nói, duyên dáng, đấy là bạn nghĩ thế thôi.
Chứ còn tôi không phải là người có duyên lắm với phụ nữ. Bằng chứng là đến bây giờ tôi vẫn rất chung thủy, mặc dù tôi rất muốn lăng nhăng. Chị là người dữ dội đúng không? Và thậm chí gọi là dữ dằn. Gái không dằn. Gái không dằn đúng không? Cho nên là cái đấy nó làm cho anh cũng phải dè chừng. Mà nhất là chị lại cùng làm trong đoàn với anh, cho nên là đã triệt tiêu mất một cái khả năng rất tiềm tàng của anh là gái cơ quan, triệt tiêu rồi. Bạn đang dò hỏi, bạn đang quăng móc câu, bạn đang thả thính hy vọng cá nó vào. Tôi đã nói với bạn rồi mà, câu hỏi mà được coi là ngớ ngẩn nhất trong năm đấy là hỏi trước ống kính là anh có phải là người ngoại tình không, hoặc anh đã từng ngoại tình chưa. Bây giờ tôi đã đánh giá được câu hỏi ngớ ngẩn nhất trong năm. Kể cả trong chương trình Nói Ra Đừng Sợ thì cũng chả ai nói để mà sợ. Ai nói dối đúng không? Tại vì bạn sẽ nhận được câu nói dối tròn vẹn luôn, nhất là một người khả năng hoạt ngôn như tôi. Tôi cố gắng thành thực, cố gắng thôi chứ không hoàn toàn. Trong lĩnh vực này trừ anh Thành Lộc thì anh sẽ là người hoàn toàn, bởi vì anh không có gì để bàn để bày. Nhưng mà còn tôi thì sẽ không hoàn toàn là thành thực. Tôi nghĩ rằng là tôi đã nói bạn rồi. Đầu tiên tôi đã nói ngay slogan của tôi, tức là tôi là người lăng nhăng, tôi là người thiếu chung thủy nhưng không có cơ hội. Vợ tôi cạnh tôi, người Huyền gái không dằm nhưng tôi trai mùng một. Khi mà Huyền gái không dằm, cả họ tôi rú rít lên và thương con xót cháu lắm, tưởng tôi thế mà cuống lên đi hồi lịch thế kỷ chưa nhiều đâu. Thế cuống đi tìm bằng được quyển lịch thế kỷ mở ra, thế trai mùng một cả hai họ ra hàng ngang rút về gia đình không đánh nhau nữa. Tôi trai mùng một đấy, trai mùng một cái ngày ra thế thì hợp nhau quá còn gì đấy, kỳ phùng địch thủ đấy. Giờ em không hỏi anh câu ngu ngốc nữa. Em ngớ ngẩn không ngớ ngẩn. Em hỏi câu khác. Anh có dám khẳng định là anh không bao giờ ngoại tình không? Anh dám khẳng định là, tại vì ở đây không có kinh thánh để anh đặt đấy để thế. Ok. Câu này được, câu rất chí chung. Hình như là chị bà xã anh là có họ với anh đúng không? Họ xa lắc xa lờ bắn đại bác. Không, cái nó cũng là lý do mà vì là mọi người thấy anh là người lăng nhăng, thế nên họ nhà chị dựng lên thế để làm rào cản. Bây giờ anh mới xác minh ra điều đấy. Xong bây giờ đấy, hồi yêu thì yêu nhau đến 7-8 năm đấy. Cái năm 78 đấy mà, đến 86 mới cưới mà. Thì là yêu nhau 7-8 năm thì thấy cứ khóc sưng mắt lên, xong rồi nói là có họ. Chị nói thế. Chị nói thế. Anh hồi thì trong trắng, để ý gì đâu. Nói chung cứ nhìn thấy cái gì thì của mình thì mình ôm là chị thôi. Chứ còn không để ý lắm những chuyện ý. Vì anh hồi có 17-18 tuổi mà. Nhưng sau đó thì chị cứ bảo là có họ. Thế, mà đúng có họ thật. Thế cũng phân tích ra thì nói chung cả nước mình có họ với nhau mà. Đúng không? Đều dân tộc Việt Nam có họ. Thế nhưng cá đông bắn tới ngoại của đằng ngoại của đằng ngoại, có một tí nội của đằng ngoại nữa thì cũng khó rồi. Thế nhưng mà bản chất là hồi đẹp trai có 56 hay 57 cân gì đấy, cao, tóc lại xoăn xõa, mà bây giờ là gọi là BD đấy, khai tóc xoăn uốn thôi chứ không phải là xoăn tự nhiên. Thế, mà hồi 1m67 như anh thì đã là được người là cao to rồi, chứ bây giờ thì là tí hon đấy, nhưng mà ngày xưa mà 1m67 là cao. Thế hệ ngày xưa mình là như thế đúng không? Gia đình bảo là chị lăng nhăng, à anh lăng nhăng. Gia đình chị bảo anh lăng nhăng. Thế đâm ra là dựng lên là có họ chứ không. Như hồi đó là anh chị gặp nhau là trong nhà hát thì trẻ. Lúc là đang học ra nghề rồi anh. Đang học và ghét nhau lắm. Mình hồi thì nghe mọi người bảo và nghe chị bảo thế nhá. Anh không dám tự nhận thành tích về anh, nhưng bảo là tất cả con gái trong nhà hát thì lúc ấy đều thích anh. Nhưng mà chị bảo việc quái phải thích cái thằng này, tự nhiên xuống mà thích là vênh mặt lên. Thế thì em biết đấy, đàn ông là đi chinh phục mà. Thế mà còn một con thì chưa chinh phục. Thế là điên lên tập trung vào con đấy. Thế thì cũng như thế yêu nhau. Đến một ngày đẹp trời thì gục đầu vào vai nhau. Thế là ngất lịm. Nhưng mà anh bảo là cái lúc đấy anh mặc cảm lắm mà. Anh vào anh sống nó xa lánh mọi người. Ít nhất anh nói báo chí thế. Anh chưa nói với em nhưng mà anh nói báo chí thế. Thì không nói chuyện riêng gia đình thì mọi người cũng biết cả rồi. Và cái điều này thì bố mình cũng mất rồi mà.
mẹ mình cũng không muốn nói lại nhiều. Tóm lại là ngày xưa thì cái việc mà bố mẹ ly dị thì là với pháp luật thì tức là với xã hội, với dư luận thì đánh giá rằng là đấy là đạo đức của cả họ. Nhưng bây giờ thì ở với nhau chung thủy thì là cũng là vấn đề đạo đức của cả họ. Tức là đấy là điều không được, phải bỏ nhau mới đúng. Bây giờ là như thế. Không, tiêu chí xã hội nó khác nhau, bất bình thường. Bọn ấy ở với nhau, lấy nhau 3-4 năm chưa bỏ, tức là thấy bất bình thường. Đấy, tóm lại như thế thì ngày xưa thế, bây giờ cứ nghĩ là lại cộng với lại mình ngồi trông cũng được. Mà cũng lăng nhăng thật, chứ đại khái là tướng lăng nhăng, nhìn bạn nhìn thì biết rồi. Mồm loa mép dài mà mắt đảo như giang lạc này thì đương nhiên là lăng nhăng đúng không? Cái hình mẫu thôi. Thế thì trong đoàn tôi, nhà hát tôi hồi đây có 7-8 đôi yêu nhau. Yêu nhau, yêu lẫn nhau ấy. Không phải yêu lẫn nhau mà là yêu nhau. Như nhà trong... Vâng, có một vài đôi lấy. Ai cũng có trách nhiệm khuyên Huyền là đừng yêu thẳng thì nó lăng nhăng lắm. Lăng nhăng, thẳng nói chung là không hạnh phúc đâu. Đĩ, đại khái đấy. Tất cả những lời khuyên đấy thì bây giờ bỏ cho hết rồi. Còn mỗi cái thằng đĩ đấy thì bây giờ nó vẫn đang tồn tại vì nó chưa tìm được cái mảnh nào tốt hơn cái mảnh kia. Tôi vẫn nói chuyện vui Huyền là tôi là một cái nồi vuông. Rất may tìm được cái vuông vuông. Chứ không lấy Huyền thì không biết lấy ai. Tôi không phải nói là nịnh vợ đâu. Nhiều người ngồi trước máy đang bảo là nó nịnh vợ nó hay là nó vô tình nó lấy được người tốt quá. Nhưng nói thực đúng cái vế hai đúng, tức là lấy được người tốt quá. Yêu được người yêu mình, điều đó hiếm lắm bạn. Trong hàng triệu, hàng tỷ có người tìm đến một nửa kia, tìm đến nhau. Bạn biết đẻ ra đời xong rồi đến năm 18 tuổi là nháo nhào đi tìm nhau ấy. Trong quá trình tìm thì đông quá nhặt lung tung cả. Xong tìm thở mới có đôi vớ được nhau và úp được vào vừa. Thế thì tôi là một cái nồi vuông, là tìm đúng một cái vùng vuông. Phải chăng vì thế mà chúng không bỏ nhau chắc? Là vì cái vung kia có hiểu rằng là nếu mình không lấy cái nồi vuông kia thì cái vung mình cũng ở đâu. Đại khái thế thì tóm lại là chúng tôi hai mặt con. Đến bây giờ tôi vẫn rất là mãn nguyện với hạnh phúc của tôi. Và nói bằng lòng cũng đúng. Nói mãn nguyện thì nó hơi nghe hả hê đúng không? Nhưng mà tôi tin rằng là nếu không phải là Ngọc Huyền thì bây giờ tôi phải 6-7 lần đỏ. Vì tính mình là lăng nhăng mà. 6-7 lần đỏ, nhìn cái gì cũng thấy đẹp. Cái gì cũng đẹp hơn cái nhà. Thế nhưng mà đẹp là một chuyện, sở hữu nó và rước nó về nhà này là chuyện hoàn toàn khác. Tôi vẫn nói vợ tôi rằng là em thông cảm cho anh. Anh là thằng lăng nhăng mà anh là thằng thích nhìn gái đẹp, nhưng em cấm anh không được, bởi vì trước tiên khi đến với anh và bây giờ đang tồn tại với em phải là người đàn ông đấy. Mà đàn ông có mấy đặc tính gì? Thứ nhất là luôn luôn tìm cái mới, thứ hai là thích chinh phục, và thứ ba là chiếm hữu. Chứ anh phải là con đực, mà con đực thì em mới yêu chứ, bây giờ đúng không? Nhiên thì anh không thích con gái. Anh thích con em. Thế nhưng thành viên BD thì em tởm, em là người được đầu tiên. Anh hãy là một con đực đúng nghĩa. Thế nhưng mà từ con đực để chuyển thành một con vật, để trở thành một cái gì đó tan nát gia đình thì anh không lựa chọn. Nhưng mà anh cũng kính vợ lắm đúng không? Bằng chứng là anh yêu thôi. Trong nhà mình có những cái lĩnh vực mà chúng mình tự quyết định với nhau, bất thành văn chỉ nói một lần. Vợ mình là người rất thông minh, khôn kinh khủng, khôn lắm. Sau rất nhiều cuộc cãi nhau, có những lần mình đâm đầu vào tủ đến tủ vỡ và đầu mình cũng chảy máu, đại khái là trong cuộc tranh chấp liên miên về ngôi vị gia đình từ lúc yêu nhau, thì mình đã nói vợ là một câu mà mình tự thấy là slogan và mình tự thấy là nhiều người nên đọc thật đấy. Cho mình nhìn thẳng ống kính mình nói. Mình nói rằng là người đàn bà thông minh là người biết làm ngu đi trước mặt chồng. Bạn có hiểu ý mình không? Rồi. Đó. Tiêu chí Huyền thông minh, cứ chành chọe cánh kèn cựa mình. Vì lý thuyết là phải, một là vợ phải khuất phục chồng, hai là chồng phải khuất phục vợ. Một thống trị và bị trị là đương nhiên, đấy là giai cấp mà sau thì càng không thể tránh tính giai cấp được, vô cùng có, đúng luôn. Bị trị, chủ nô và nô lệ phải có, đương nhiên. Làm gì có sự bình đẳng. Không thể có sự bình đẳng. Em sắp tới định mua xe máy. Ta họp tí nhỉ. Em thế nào? Có thể bàn nhau một tí. Phủ quyết phải là mình ấy. Nhưng mặc cái áo gì, màu quần áo ra sao, ăn món gì là phải là vợ ấy. Có hai vợ chồng nó có bàn nát đấy, ngày đi mua cái gì thì ăn. Phần công trách nhiệm rõ ràng đó. Mỗi người có quyền lực. Trong cơ quan đấy rất nhiều người hỏi. Bạn chưa hỏi nhưng hỏi là anh phân định thế nào trong gia đình khi anh là người sếp ở cơ quan, về nhà anh là người chồng.
câu trả lời ngắn gọn. Đến cơ quan thì không có người vợ tồn tại trong con mắt mình cả. Nếu đi muộn, nếu vô tổ chức hoặc là đánh tá lả trong giờ diễn thì cái độ mắng chửi và độ lăng mạ mình còn gấp đôi người thường. Ngược lại về nhà thì mình hoàn toàn để vợ quyết định. Trừ những vấn đề lớn như là gia đình, vấn đề lớn như là nhà, cửa, xây nhà, mua xe máy, mua tivi, hoặc là đang ngủ ngon lành bỗng nhiên mất điện thì lao ra tìm vì sao mất điện phải là mình chứ, chẳng lẽ lại em chủ gia đình em đứng lên đi được không? Không có. Thì đấy là những người đàn ông phải lo quy định bất thành văn như vậy. Người đến cơ quan thì không có Ngọc Huyền là tồn tại cả, chỉ Ngọc Huyền diễn viên, không có vinh váo lại thành một thứ quý bà trong cơ quan. Mình là trưởng đoàn, mình rất không muốn các em, nhất là các em nữ, cứ đổ xô về chị thành một quý bà, một lệnh bà trong cơ quan. Thỉnh thoảng lệnh bà lại tỉa tót vào tai lệnh ông là anh thấy em thấy là cái con X gì để nó diễn được mà anh không cho nó vai. Nếu nói với anh câu đấy, tôi mà nghe được câu đấy thì con ấy suốt đời không có vai luôn chứ. Tức là tôi nói với cả đoàn như thế. Tóm lại là mình không tích lụy về những chuyện đấy, hãy bằng năng lực của chính mình, nghệ sĩ trong đoàn, để mình thì mới có phân định đàng hoàng được. Mình nhìn thấy rất nhiều tấm gương tài liệu của vợ trưởng đoàn, chồng trưởng đoàn, vợ lại là tài vụ của đoàn. Thế là ăn cắp ăn trộm triền miên xảy ra trong đoàn và mất đoàn kết. Chỉ là người tôn trọng nhưng mà người là cái có vẻ như là hậu phương vững chắc của anh từ cái những cái ngày mà anh mới cưới. Anh cũng có lần anh nói là cái thời đó nhà anh nghèo, còn nhà chị giàu, đúng không? Chị là cái chỗ dựa cho anh cả về vấn đề về tài chính nữa. Thì có phải là chị là chỗ dựa nó vững chắc thế cho nên là đây là em quay trở lại vấn đề gọi là nói chuyện nghiêm túc. Là cái việc mà anh không ngoại tình để cho đến bây giờ hay là anh vẫn tôn trọng chị là cũng bởi vì chị đang chưa chứ không phải không à chưa là chỗ dựa vững chắc của anh đúng không từ cái thời đó, tức là vì sợ quá, vì nể sợ quá nể. Đến bây giờ không dám làm gì cả. Vâng, từ vậy vì là kính trọng cái sự. Tôi xin đính chính ngay là Huyền không phải là người giàu quá. Chỉ với tôi thôi, tại vì từ hồi tôi nghèo quá, tôi nhìn thấy bất cứ người nào mà mời tôi được bát phở coi đấy là cực giàu. Thế và gia đình có một cái xe máy 102, 104 để đi, 104 để đi, và tôi đang đi xe đạp và tôi được đi xe máy chở về đi chơi, mượn được bố vợ cái xe máy để đi một vòng bờ hồ, thì đấy tôi coi là cực giàu. Nhưng so xã hội thì không có gì nhiều. Nhưng khi lấy nhau, hai vợ chồng tôi cũng là tay trắng hoàn toàn. Bố vợ tôi là một người mà ngày xưa được gọi là giàu. Sau đó thì trải qua 3 lần chính phủ hỏi thăm, hồi xưa gọi là cải cách tư sản đấy, thì ông rất là nghèo, không có gì cả ngoài cái mặt phố cửa hàng. Thế nhưng ngược lại thì trông tôi thế này, những là người tự trọng, tôi không hề để ý một tí gì về đằng nhà vợ, về kinh tế tài sản gì hết. Hai vợ chồng lấy nhau vào tay trắng, nói thế để xuất phát điểm chúng tôi như các bạn, không có một cái gì cả, chỉ bằng tình yêu, bằng sức lao động và bằng sự bền bỉ và cộng cả may mắn thì mới có được đôi chút như ngày nay. Nên tôi không bị chịu sự lệ thuộc của bất cứ một cái gì. Có chăng tôi chỉ lệ thuộc chính bằng tình yêu của Huyền dành cho tôi. Tôi tự thấy rằng là vui đùa, bông lơn, lả lướt, đĩ một tí trong giới hạn. Tại vì hơn ai hết trong gia đình tôi, trước đây bố mẹ tôi như thế, thì tôi càng thấy rằng tôi đã từng là một đứa trẻ sống và thèm khát một cái đầy đủ trong một gia đình, thèm một sự dạy dỗ đúng lúc của bố mẹ khi mình mắc khuyết điểm mà lúc ấy mình không có, không ai dạy ngoài bà nội. Thì mình hiểu rằng là nếu mà mình quá tay quá chân một tí thì bỗng nhiên lại xuất hiện thêm một thằng con mình như ngày xưa, mình nâng niu cái đấy. Nhưng công lớn lại không phải thuộc về tôi mà công lớn thuộc về Ngọc Huyền. Tức là cái gì, cho đến bây giờ mà tôi thấy rằng Huyền vẫn yêu tôi và không hề có một cái gì thiếu chung thủy với ai ngoài tôi. Thế nên mình tự cảm thấy là mình cố lên một chút. Một chút. Có trách nhiệm. Có trách nhiệm một chút. Không, thực ra là nếu mà nói về những vợ chồng nghệ sĩ, thực ra vợ chồng nghệ sĩ khi mà cái cụm từ đến đi với nhau là luôn luôn là đồng nghĩa với sự bỏ nhau, đồng nghĩa với sự thiếu chung thủy. Nhưng mà vợ chồng nghệ sĩ giống như anh hay là vợ chồng anh Ngọc Lễ, Phương Thảo hơi hiếm hoi, cho nên là anh cũng bỏ quá hỏi hơi không sâu sao đâu, vì là không sao đâu. Tôi quen rồi.
mà tôi thích lắm, bởi vì tôi lại được chứng minh là cho đến giờ phút này chúng tôi chưa bỏ nhau mà. Tức là một trong hiếm hoi, một trong bảy đôi vẫn còn tồn tại. Không, thôi cái đấy là chuyện cục bộ. Trong chương trình Người Xây Tổ Ấm cách đây 6-7 năm thì Kim Ngân có hỏi tôi là anh nghe bảo anh mới kỷ niệm 22 năm ngày cưới. Thì tôi có đính chính lại, tôi bảo là anh mới kỷ niệm 22 năm ngày chưa bỏ nhau. Sao anh nói thế? Bảo bây giờ chưa bỏ. Tiếp tục là bí quyết giữ gìn hạnh phúc gia đình của anh là cái gì? Câu truyền thống đúng không? Truyền thống. Rất truyền thống. Bí quyết tôi đơn giản thôi, ngày nào biết ngày đấy. Rất đơn giản, ngày nào biết ngày đấy. Vợ mình sừng cố luôn, cả trong hội trường, hồi là cái trường quay S1 to nhất ấy. Cả chị cũng ngồi đấy. Thì ngồi đấy, cả vợ ngồi chứ. Bí quyết ngày nào biết ngày đấy, mình không thể nói dối được. Thì thực lòng mình không muốn nói dối. Ngay cả ngồi đây mình không muốn nói dối. Còn tất nhiên có những cái nói dối, nói thật mà nó mang tính sát thương cao thì bạn cũng thể tất cho tôi. Đúng không? Chứ còn nói dối mà nó không mất gì cả, nó chỉ thiệt hại tí tí cho cái nhân cách mình thôi thì cũng phải nói thôi. Thế nhưng mà cái việc mà tôi nói rõ là ngày nào với ngày đấy là chính xác, bí quyết gia đình. Thế vợ tôi sai anh nói. Cái cách nói vơ nơi vẩn. Không, anh nói thật mà. Để anh mong cho ngày hôm nay anh phải tốt hơn ngày hôm qua và ngày mai tốt hơn ngày hôm nay. Vẫn là nhờ anh hoạt ngôn rồi. Đúng không? Và anh phải làm mới mình đi cho con mắt em. Đơn giản đấy thôi. Tôi đặt vợ tôi luôn trong tình trạng cảnh giác. Nếu để tôi để vợ tôi viên mãn, anh ấy trung thủy, lúc nào đi cũng nhìn thẳng phía trước, thì trước tiên về giao thông là anh sẽ phải thẳng đâm ngang hông. Thứ hai là bây giờ anh ấy cứ nhìn thẳng này, và anh không có yêu một cô nào khác ngoài mình, thì hoặc là anh bị dở hơi, hoặc là anh bỗng nhiên trở thành là BD. Mình đặt vợ mình trong trạng thái cảnh giác liên tục, để vợ mình bận đến độ canh mình đến độ không kịp ngoại tình. Bí quyết. Được rồi, cái này phải cụm ly đi. Bí quyết của gia đình đặt vợ mình đã tinh thần cao độ luôn, vẫn sẵn sàng chiến đấu cao mà. Bạn hiểu không? Đấy. Anh sống trong một cái gia đình mà về âm nhạc, mà tại sao anh không theo nghề âm nhạc? Mình hát hay lắm. Em nghĩ là phải có gen. Chỉ mình biết thôi. Hát rất hay, vợ mình biết nữa. Bố mình có bắt mình đứng luyện thanh đúng một lần. Ông dạy rất là nhiều, hàng nghìn ca sĩ thành danh hiện nay là ông dạy. Nhưng bắt mình đứng cách đây khoảng độ tầm thôi mình 16 tuổi, bắt mình đứng luyện thanh đúng một lần. Xong mình đang luyện thì không biết mình làm cái hành động gì nó bất nhã, hoặc là nó vô văn hóa, hoặc là nó không mang tính đạo nghĩa thầy trò nào đó. Thì thầy bỏ đi nào không biết. Thế còn học violon được 4 năm, sau đó ông không cho mình học nữa, không động viên mình học nữa, vì một lần bắt gặp mình là gục đầu vào gương vừa ngủ, vừa kéo vừa ngủ, con này tiếng đàn vẫn có nhưng mà ngủ từ bao giờ. Tóm lại là về âm nhạc mình không phải là người không đam mê, đam mê lắm. Anh có năng khiếu nhưng không đam mê đến làm cái... Nhạc cảm rất tốt, nghe hát hay dở đều biết. Hát cũng hay, hát một chọi một, tức là mình nói vui, tức là hát cho vợ mình nghe rất ngay, hoặc là nếu mà trước mặt mình có cô gái đẹp, guitar cũng gảy được, nhưng mà chỉ vài ba hợp âm thôi. Nếu mà phải thuyết phục ai đấy hoặc là tán tỉnh cô đấy thì khả năng thành công cao. Ngày xưa thôi. Đấy. Thế nhưng mà mình hát vài lần thử trước công chúng thì mọi người lúc đầu chí trung lên nè, chí, mình bảo hát dở lắm, chí trung lên nè, hát dở lắm ấy nhá, mà đừng có, anh cứ lên không sao lên. Mình hát một nửa bài thì thế mọi người cứ lặng lặng cái hút thuốc mới làm cái gì nhìn chứ khác. Thì mình biết khả năng cá của mình rồi, thế là sau đây không thử lại nữa. Mọi người vì tế nhị họ không hỏi xuống đi đấy. Nhưng mà nhiều nghệ sĩ kịch ấy, hoặc là các cái môn nghệ thuật sân khấu khác, họ biết tận dụng cái khả năng hát, họ đưa vào trong các cái tiết mục của mình, thế nó hay chứ. Anh không... Đoàn mình làm nhiều lắm. Các em hát hay lắm. Các em diễn viên trẻ này hát hay lắm, mà đoàn mình làm nhiều lắm. Mình mới nói với bạn chương trình, ở chương trình trước là mình đồ rằng bạn rất ít và hình như chưa bao giờ đến với sân khấu nhá, tuổi trẻ. Có chứ. Nhưng mà mấy Đời Cười gần đây thì không còn thời gian đi xem nữa. Đúng rồi. Không, mà tại vì là cứ được xem truyền hình hài thoải, chẳng cần phải đến nữa. Không. Truyền hình bạn chỉ xem được trên Táo Quân là còn tương đối chất lượng thôi. Còn truyền hình hài bạn xem, bạn lại nặng lòng thù ghét với nghệ thuật hài hơn. Mình cũng đóng trong đấy, mình biết mà.
tối thứ bảy bạn xem bật kênh nào lên bạn cũng không nên tắt đi. Kể cả mình đóng rồi mình cũng nói thật, rất ít chương trình hay bởi vì bọn mình làm rất là ẩu, cầu thả từ biên kịch cho đến đạo diễn cho đến diễn viên, và chạy theo một cái mô típ chạy tuyến đơn chiều, tức là không có phản biện, không có hài kịch, không có đối kháng, không có tình huống nó có, nhưng nó chỉ chạy đơn chiều và điện chạy điện một cực, đâm ra là nó tạo nên một cái tác phẩm cực kỳ dễ dãi, cù là chính đấy. Thế và mọi người ghét là đúng, nhưng mọi người cứ nhìn thấy ghét nên cứ đổ lây sang cái sân khấu hài của chúng tôi. Thôi bây giờ cái sân khấu hài thì nó vui rồi, hài nó làm cho cuộc sống nó có nụ cười, ít nhất là như thế. Nhưng mà dù sao thì riêng với cá nhân em ấy, thì em vẫn mong muốn là cái chính kịch nó tồn tại, vì nó thực ra nó là một cái văn hóa, nó là một cái thể hiện cái trí thức của một cái xã hội. Nếu mà nó không có thì thực ra nó vẫn nó không phát triển được, thì là một cái sự đáng buồn. Anh là làm lãnh đạo của một đoàn kịch thì đây chỉ tư nhân, một cái cá nhân cái yêu cầu của em thôi. Lâu lâu cũng mong anh có một cái vở kịch dàn dựng để không nhiều, một số lượng khán giả không nhiều, nhưng vẫn được xem những cái mình thích. Bạn biết không, cái mong ước của bạn mình cũng mong lắm, thật lòng. Bạn nói nghiêm túc mình cũng rất nói nghiêm túc. Mọi người thì hay cứ nhìn Chí Trung bằng cái nghệ sĩ hài, tưởng là huynh hoang rồi là hài hước rồi là nông. Thực ra những người tiếp xúc nhiều với bọn tôi, đặc biệt là với tôi, thì thấy rằng là tôi không nông như mọi người nhìn. Nhiều nhà báo nói vậy, tôi sâu sắc hơn cả mọi người nghĩ. Thì nhân cái sâu sắc ấy, tôi nói một điều rằng là xem những vở diễn hoặc những bộ phim mà bi kịch hoặc những vở diễn mà nó đem lại những giọt nước mắt, thì cái điều nó thanh lọc tâm hồn mình còn lớn hơn cả những tràng cười ha ha. Mọi người cứ nghĩ rằng tiếng cười ha 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 sung sướng ra nhiều khi nó không đọng lại cái gì, nhưng mà xem một bộ phim xúc động. Tôi nói đơn cử trong làm phim ảnh, cái điều này là hơi bị phạm sang sân khấu các bạn, là sang lợi thế các bạn. Như phim Bi Đừng Sợ chứ, mọi người rất chê, có người còn trao giải mâm xôi và có giải Oscar ở cả phim, ở cả hai thể loại đều được giải. Riêng mình rất thích. Mình thích một cái bâng khuâng đấy, một cái lãng đãng đấy, và đặt cho khán giả nhiều câu hỏi. Hay như là chuyện của Pao, mình cũng rất thích. Thật đấy. Nhưng vấn đề là cái gì? Vấn đề là nó đầy hơi thở của cái tác giả đó và có ý tưởng đó. Và như mình nói với bạn ấy, là một giọt nước mắt thì nó gột rửa, nó thanh lọc tâm hồn nhiều hơn tất cả những tràng cười ha hà. Một giọt nước mắt thôi, nó làm cho mình lòng mình trong sáng trở lại, cuộc sống đáng yêu hơn, bước ra khỏi rạp thấy đời nó đáng sống hơn. Đừng nghĩ rằng một vở diễn nó phải đúng lúc đúng chỗ, nó phải đem lại những tâm tư tình cảm, và nó giải quyết và thấu đáo, và nghệ sĩ giỏi, và bản thân câu chuyện nó phải có sức hút, và tính thông điệp nó có, và tất cả những cái gì đó, những cái gì nó xứng đáng để làm một tác phẩm. Mình đang đi tìm tác phẩm ấy ở thể văn học, đang đi tìm một kịch bản văn học như thế mà không có tác giả viết như vậy, chưa có. Mình cần lắm, mình thèm lắm. Các bạn là... hãy tin rằng mong ước của bạn và hàng triệu khán giả như bạn là mong ước hoàn toàn chính đáng. Những người nghệ sĩ, và nếu là những người quản lý mà sau này lỡ mà một vài trăm năm nữa lên làm bộ trưởng bộ văn hóa ví dụ thế, thì việc đầu tiên mình làm là mình sẽ tôn trọng giá trị đúng nghĩa như bạn đang mong muốn. Bởi vì mình biết mà, mình tự nghiệp bản thân mình, không phải là trưởng một cái tụ điểm sân khấu hài là cứ muốn tất cả cái hình hạch lên méo cả mồm ở đâu cũng có đâu. Niềm mong ước ai cũng có, tôi, bạn và tất cả chúng ta. Nhưng vấn đề là chưa có những tác giả, những tác phẩm, những vở diễn hay ở kịch bản văn học để tôi được dàn dựng. Tôi đang mong và đang tìm, nhưng vẫn phải đợi thời gian. Trại sáng tác mở liên tục, nhưng mà chỉ toàn những người họ rảnh rỗi, họ không còn một cái cơ hội gì để họ thỏa mãn hoặc kiếm sống, hai khả năng đều xảy ra. Và viết ra những tác phẩm không tốt cho ai cả. Mọi nghệ sĩ đọc rất nhiều đầu tư chăm sóc, rất nhiều mong ước khi trại sáng tác được mở ra và trại sáng tác nộp quyển, nhưng rồi lại thất vọng quay đi vì vấn đề không đúng, không trúng.
Những người viết giỏi là người ta đang ngồi ở chỗ bạn, người ta đang ngồi ở chỗ truyền hình, người ta đang ngồi ở những báo mạng, điện ảnh. Yeah. Điện ảnh giờ cũng mệt mỏi rồi. Đấy. Tóm lại là cái cú hích đầu tiên vẫn phải là có một tác phẩm văn học cho ra hồn đã. Có những câu chuyện và có lẽ rằng thế này là một cái câu cuối cùng nữa mình vẫn đợi chờ là chính trị ổn định, kinh tế phát triển thì văn hóa sẽ thăng hoa. Chúng ta không thể đi trước được. Có một người phản biện nói với mình câu này là thế tại sao ngày xưa đói thế, nghèo thế, cả nước như thế mà vẫn nhiều tác phẩm hay. Thì mình nói rằng là đấy là ngày xưa. Cùng nhìn về một hướng, bây giờ chúng ta nhìn nhiều hướng quá. Lòng dân không có thì không thể ra được anh và à, sân khấu và khán giả. Không ra được những cái đích thực của hướng tâm được. Em mời anh một đi cuối để chúc cho cái ước mơ đấy cuối cùng thì mình cũng một ngày nào đó mình sẽ làm được. Chúc sức khỏe anh. Xin cảm ơn khán giả đến với chương trình Nói Ra Đừng Sợ. Thí chung hôm nay đã nói hả hê, tuy rằng cũng chưa hoàn toàn thành thật. Một số câu. Chí Trung là một nghệ sĩ hài danh tiếng, điều đó ai cũng biết. Nhưng cái hài của Chí Trung không phải là thứ hài hời hợt và nông cạn. Đằng sau những nụ cười ha hả là một tâm hồn đau đáu vì sự sống còn của sân khấu. Anh thành thực với cuộc sống, hay chỉ ít, anh thành thực với những gì anh nói ngày hôm nay. Chỉ hy vọng rằng những gì anh mong muốn sẽ một ngày trở thành hiện thực để sân khấu kịch có thể sống với giá trị đích thực của nó. Cảm ơn quý vị đã xem Nói Ra Đừng Sợ trên Fancy Funk TV. Hẹn gặp lại quý vị lần sau. Một lần nữa, nhà báo, họ có việc của nhà báo. Và họ làm cái đấy mình cũng không trách họ được. Công luận, họ nhìn nhận cái vấn đề đấy qua cái lăng kính của nhà báo, mình cũng không trách họ được. Như vừa rồi em có tiếp xúc với các bạn hậu trẻ, những bạn mới, đặc biệt là Ngọc Hân, Thùy Dung. Các bạn rất là trẻ, 18 tuổi.